Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị trở lại với Sức Khỏe Tự Nhiên. Trong chương trình hôm nay sẽ có 3 nội dung chính sau đây. Phần 1. 7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ đầy độc tố. Phần 2. Độc tố trong cơ thể nhiều máy cũng sạch nhờ chính loại thực phẩm này. Và 3. Giáo sư tiết lộ, một lát gừng xoa vào chỗ này khỏi lo bệnh xương khớp, gan thận khỏe như voi, ngủ ngon, sống rất thọ. Sau đây là nội dung chi tiết. Phần 1. 7 dấu hiệu cơ thể đang tích tụ đầy độc tố. Quý vị thân mến, cơ thể chúng ta có thể bị tích tụ các chất độc tố qua yếu tố môi trường bẩn và thực phẩm bẩn. Các chất độc hại như arsen, chì và kali được tìm thấy trong khói thuốc lá, cực kỳ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Khi cơ thể chứa quá nhiều độc tố này, có thể gây ngộ độc, thậm chí gây chết người. Khi cơ thể nhiễm độc, sẽ có dấu hiệu nào? Nếu cơ thể xuất hiện những triệu chứng sau đây, rất có thể cho thấy cơ thể bạn đang bị nhiễm độc tố. Hãy xem mình có những dấu hiệu này không để mau chóng thực hiện các giải pháp thải độc. Thứ nhất, táo bón. Khi ăn thực phẩm, chúng ta vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm với chúng, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu, hương liệu nhân tạo. Ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa cũng phải đối mặt với các chất độc này. Sự tích tụ các độc tố trong thời gian dài có thể dẫn đến việc đau dạ dày và táo bón. Thứ hai, chóng mặt. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, bối rối và không thể tập trung ngay vào buổi sáng, ngay cả việc bạn không hề mất ngủ vào đêm qua, thì các độc tố có hại có thể là nguyên nhân. Những độc tố này gây ra một loạt các phản ứng, làm mất các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động. Thứ ba, rụng tóc. Rụng tóc có thể đến do nguyên nhân ăn uống không đủ chất và bị ảnh hưởng của các chất độc. Độc hại hơn như arsen, chì và kali được tìm thấy trong khói thuốc lá. Cơ thể chứa quá nhiều độc tố này có thể gây ngộ độc, thậm chí gây chết người. Thứ tư, mụn, phát ban xuất hiện trên da. Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể và thường xuyên bị ô nhiễm. Các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng, kem dưỡng da mà bạn sử dụng có thể chứa các hóa chất độc hại. Tiếp xúc nhiều với hóa chất có thể dẫn đến các triệu chứng như mụn trứng cá, phát ban và bệnh chàm. Thứ năm, hơi thở có mùi. Hôi miệng thường là triệu chứng phổ biến của các vấn đề về tiêu hóa. Nó xảy ra khi hệ tiêu hóa phải vật lộn để tiêu hóa hết những gì bạn ăn. Những vấn đề tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan phải chiến đấu để làm sạch tất cả độc tố trong cơ thể. Thứ sáu, móng chân và móng tay dễ gãy. Trọng lực kéo chất độc xuống cơ thể và móng chân hoặc móng tay có thể là bộ phận bị ảnh hưởng. Nếu như chân của bạn thường xuyên đeo tất, mang giày và bạn không thay đổi tất thường xuyên trong ngày, điều đó khiến móng chân trở thành điểm yêu thích của nấm để sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, móng tay, móng chân thường xuyên gãy là biểu hiện của một số loại bệnh tiềm ẩn trong cơ thể như suy giáp, thiếu máu, vẩy nến, bệnh gan. Thứ bảy, khó ngủ. Một mặt sự tích tụ độc tố khiến bạn cảm thấy kiệt sức, mặt khác nó lại gây ra rối loạn giấc ngủ. Một lượng lớn chất độc trong cơ thể khiến mức độ hormone kiểm soát giấc ngủ, cortisol bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn. Mất ngủ kéo dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, kéo theo nhiều nguyên căn bệnh mãn tính nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, ung thư. Vậy nếu như bạn gặp phải một trong số những dấu hiệu trên, ngoài việc thăm khám để chẩn đoán bệnh và thực hiện lối sống lành mạnh, thì cách tốt nhất là hãy bổ sung những thực phẩm có công dụng thải độc vào các bữa ăn hàng ngày. Cụ thể những loại thực phẩm sau đây được các bác sĩ ví như những ông vua thải độc, giúp loại bỏ hoàn toàn độc tố khỏi các cơ quan trong cơ thể,
ngăn ngừa nhiều biến chứng, bệnh nguy hiểm. Phần 2. Độc trong cơ thể nhiều mấy cũng sạch nhờ chính loại thực phẩm này. Thứ nhất, gạo lứt. Gạo lứt là loại gạo còn màng bọc bên ngoài, sau khi bỏ lớp vỏ đi vì còn giữ nguyên lớp màng bên ngoài nên gạo lứt có chứa nhiều vitamin, chất khoáng và chất xơ hơn gạo trắng. Vì thế, gạo lứt được xem như một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trong gạo lứt có nhiều vitamin B và E, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cung cấp năng lượng liên tục cho đường ruột, có thể đẩy mạnh sự sản sinh các vi khuẩn có lợi trong ruột. Phòng táo bón và ung thư ruột được xem như là chất dẫn thông ruột. Chính lớp cám của gạo lứt cũng chứa một chất dầu đặc biệt có tác dụng điều hòa huyết áp, làm giảm cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa qua các bệnh tim mạch và rất tốt để thanh lọc gan. Lấy kinh nghiệm từ một bệnh nhân bị chai gan nặng nhưng đã được tái sinh thần kỳ nhờ uống nước gạo lứt rang, các bác sĩ người Mỹ đã áp dụng thử nghiệm cho những bệnh nhân khác với loại nước uống này. Sau đó, bác sĩ đã thực hiện cuộc phân tích máu của một số người. Kết quả thật bất ngờ, những người thanh lọc gan bằng nước gạo lứt có máu rất sạch, hồng huyết cầu rất tròn và huyết thanh rất trong. Trong khi ở những người khác, hồng huyết cầu một là méo mó, hai là đầy dẫy những độc tố và ký sinh trùng. Bạn có thể nấu cháo gạo lứt, cơm gạo lứt hay trà gạo lứt. Vài năm gần đây, món gạo lứt rang rồi trộn cùng muối vừng cũng là món ăn phổ biến cho những người chú trọng đến sức khỏe. Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, thay vì ăn cơm gạo lứt, bạn hãy chế biến thành món cháo gạo lứt hoặc uống trà gạo lứt để tránh tạo thêm gánh nặng cho cơ quan này. Vì thời gian để tiêu hóa cơm gạo lứt kéo dài hơn, một tuần bạn nên sử dụng 3-4 lần gạo lứt để mang lại hiệu quả tối ưu. Loại thực phẩm thứ hai, gừng. Gừng là một thực phẩm từ lâu đã có mặt trong các bài thuốc quý của y học cổ truyền. Thế nhưng ngoài công dụng chữa bệnh, thì gừng còn có tác dụng thải độc cơ thể hiệu quả. Gừng có tác dụng lọc sạch chất độc bằng các kích thích tiêu hóa và thúc đẩy lưu thông máu. Ngoài ra, gừng còn giúp cho ruột già và gan loại bỏ chất độc. Không chỉ có vậy, gừng còn có tác dụng chống lại quá trình lão hóa, đẩy lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Vì trong gừng có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ gốc tự do trong cơ thể và ngăn ngừa sự oxy hóa, gây hại cho các cơ quan nội tạng. Từ đó, việc thêm gừng vào món ăn thường xuyên cũng là cách tốt để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Hoặc bạn cũng có thể thêm gừng vào trà nóng uống mỗi ngày, cũng là một phương pháp thải độc hiệu quả. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng khoảng dưới 10g trong ngày với hình thức sắc uống hay hạm trà. Người bị nóng trong, bị sốt, bị các vấn đề về dạ dày thì không nên dùng gừng. Thứ ba, đậu xanh. Vào mùa hè, đậu xanh được xem là một trong những thực phẩm phát huy nhiều tác dụng nhất đối với sức khỏe. Ngoài việc giải khát khi thời tiết nóng nực, đông y cho rằng đậu xanh có tác dụng giải độc, lợi tiểu khử ẩm, làm cho tinh thần soảng khoái, bổ sung năng lượng, giảm căng thẳng đầu óc, giảm áp lực cho tim. Y học cổ truyền thường dùng đậu xanh trong chữa các vấn đề ngoài da như mụn nhọt, ghẻ lở, nổi mề đay. Ngoài tác dụng giải độc gan bằng đậu xanh, lọ hạt này cũng rất tốt cho người bệnh cao huyết áp, mỡ máu, viêm gan. Đậu xanh khi ăn nên dùng cả vỏ để đảm bảo tác dụng giải độc cho lá gan tốt nhất. Thứ tư, nha đam. Nha đam không chỉ được biết đến như thần dược làm đẹp của các chị em, mà nhiều người cho rằng mỗi sáng một ly nha đam thì quý như vàng. Trong nha đam có nhiều hoạt chất, các axit amin, vitamin, đường và khoáng chất có thể kích thích nhu động ruột non, thải độc tố trong đường ruột ra ngoài, thanh lọc đường ruột, chuyên trị nóng ruột, táo bón, nên nó được xem như là chất hỗ trợ ruột bài tiết. Ngoài ra, nha đam còn có tác dụng thanh lọc độc tố trong máu và gan rất tốt. Cách ăn nha đam có thể làm thành thuốc, nhưng cũng ăn như là thực phẩm. Khi dùng có thể cắt nhỏ làm các món ăn nhẹ hoặc hầm với yến. Thứ năm, rong biển. Rong biển là thực phẩm đã được biết đến và sử dụng từ lâu đời.
Ngoài công dụng rất tốt cho việc làm đẹp, chống lão hóa cho phụ nữ, rong biển còn được biết đến với công dụng rất tốt cho việc ổn định huyết áp, giải độc tiêu hóa, giảm cholesterol. Về phương diện thải độc, rong biển được coi là máy tăng tốc nhu động ruột. Tính kiềm của rong biển có thể thúc đẩy nhanh quá trình trao đổi triglyceride trong máu, có tác dụng nhuận tràng. Cách ăn tốt nhất của rong biển là hấp, như vậy sẽ không làm mất đi chất khoáng trong rong biển, còn có thể tăng cường nhu động ruột. Thứ 6, mộc nhĩ đen. Người làm những nghề có liên quan đến bông vải, sợi đay nên dùng nhiều mộc nhĩ đen, vì mộc nhĩ đen có tác dụng bài trừ chất sợi, khiến cho những chất sợi có hại này không hề tồn tại trong cơ thể. Chất keo thực vật có trong mộc nhĩ đen có sức hút và kết dính cao, có thể hút thấm đến những tạp chất còn tồn lại trong hệ tiêu hóa, giúp máu trở nên sạch hơn, đồng thời còn làm hạ cholesterol, phòng chống xơ cứng mạch máu. Thứ 7, artichoke. Artichoke giúp cho việc giải độc hiệu quả. Bạn nên suy nghĩ việc bổ sung artichoke thành thực phẩm hàng ngày. Trong thực tế, nó có một hiệu quả tuyệt vời với khoáng chất magie, giúp kích thích giấc ngủ, loại bỏ tâm trạng xuống dốc và căng thẳng. Ngoài ra, với hàm lượng chất xơ cao, giúp tiêu hóa tốt, artichoke rất giàu kali, lợi tiểu. Vì thế, loại bỏ được nhiều chất độc hại trong cơ thể. Chúng ta có thể ăn sống hoặc nấu chín thực phẩm này. Thứ 8, mướp đắng. Thông thường những thực phẩm có vị đắng đều ít nhiều có tác dụng giải độc. Khổ qua có công dụng giải độc, tiêu nhiệt trong cơ thể và làm sáng mắt. Các nhà khoa học tiến hành phân tích những thành phần chứa trong khổ qua và phát hiện rằng trong khổ qua có chứa một loại protein hoạt tính có tác dụng phòng ngừa ung thư rõ rệt. Loại protein này có khả năng kích thích các tác dụng phòng ngừa của hệ miễn dịch trong cơ thể, làm gia tăng sự hoạt động của các tế bào miễn dịch, loại những độc tố trong cơ thể. Thứ 9, nghệ. Nghệ là một trong những loại gia vị có lợi cho việc duy trì sức khỏe của gan, vì nghệ có khả năng tiêu hóa chất béo và hoạt động như một kháng sinh tự nhiên, bảo vệ cho gan của bạn. Củ nghệ giàu canxi và kali, làm dịu các cơn đau đường tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, chướng bụng. Trong thành phần của củ nghệ có chứa chất curcumin, có thể chữa lành những vết thương trong gan, dạ dày, đồng thời thúc đẩy màng nhầy và da phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, nghệ còn có tác dụng hỗ trợ các xương khớp bị thoái hóa hay bị viêm khớp, giúp tăng cường hệ tiêu hóa, làm giảm cholesterol, đào thải chất độc, làm khô và giúp vết thương mau lành. Trong ăn uống, nên pha trộn nghệ để làm tăng hương vị, giúp món ăn ngon và hấp dẫn hơn, nhưng cũng rất tốt cho sức khỏe. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Giáo sư tiết lộ, một lát gừng xoa vào chỗ này, khỏi lo bệnh xương khớp, gan thận khỏe như voi, ngủ ngon, sống rất thọ. Quý vị và các bạn thân mến, cho tôi hỏi gia đình quý vị dùng gừng để làm gì? Hãy cùng chia sẻ để mọi người cùng biết. Đa phần mọi người thì chỉ sử dụng gừng làm gia vị cho những món ăn. Điều này quả thực đáng tiếc, vì theo các chuyên gia, chỉ cần một lát gừng xoa vào ba chỗ này thì không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ, lưu thông khí huyết, mà bao nhiêu bệnh tật cũng tiêu tan, đau nhức xương khớp máy cũng khỏi, ngủ ngon, sống rất thọ. Vậy cụ thể, xoa gừng vào ba chỗ nào trên cơ thể mà có tác dụng thần kỳ đến thế? Cách xoa ra sao để tận hưởng tối đa những lợi ích mà nó mang lại? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, trị tận gốc bệnh xương khớp bằng cách xoa gừng cực đơn giản. Đau nhức đầu gối là tình trạng thường xuyên ở những người lớn tuổi do quá trình lão hóa của cơ thể. Thế nhưng, căn bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa khi mà số lượng người trẻ bị đau khớp cũng ngày càng gia tăng. Do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt, không khoa học, ngồi nhiều, lười vận động như trường hợp của anh Hoàng Văn Công ở Nam Định là một ví dụ điển hình. Năm nay anh mới bước sang tuổi 31, nhưng đã bị những cơn đau nhức đầu gối hoành hạ suốt một thời gian dài, khiến anh vô cùng khổ sở. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, khi được người quen mách cho bài thuốc chữa đau khớp gối bằng cách xoa gừng,
thì bệnh tình của anh đã có những chuyển biến tích cực. Cơn đau giảm hẳn, vận động cũng linh hoạt hơn. Có được những lợi ích tuyệt vời trên là vì gừng thuộc nhóm dược liệu có tính ẩm và có tác dụng hoạt huyết, trừ phong thấp, thường được dùng để chữa các bệnh về xương khớp. Theo y học cổ truyền thì đây cũng là một trong những cách chữa đau khớp gối vô cùng hiệu quả, có thể thực hiện ngay tại nhà mà ai cũng có thể áp dụng. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng gừng tươi có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng giảm đau nhức xương khớp như gingerol, acid glutamic. Vì thế, nó luôn được xem là dược liệu cần thiết trong phòng và điều trị các bệnh xương khớp, nhất là chữa đau đầu gối. Với cách làm đơn giản như sau. Quý vị rửa sạch một củ gừng để ráo, sau đó thái thành từng lát mỏng. Cho muối hạt vào chảo rang nóng khoảng 10 phút rồi đổ ra một chiếc khăn hoặc túi vải. Cho gừng đã thái mỏng vào túi, đợi nguội bớt, rồi xoa chườm lên vùng đầu gối bị đau. Không nên để quá lâu để tránh bỏng da. Khi hỗn hợp nguội thì quý vị có thể cho muối vào rang nóng lại và tiếp tục chườm khoảng 2 đến 3 lần, thực hiện hàng ngày cho đến khi cơn đau thuyên giảm. Dù phương pháp trị đau khớp bằng gừng rất tốt và an toàn, tuy nhiên một số người sử dụng có thể gặp phải tác dụng phụ nhẹ, bao gồm nóng, bùn non, đầy hơi. Đặc biệt là nguy cơ gặp các tác dụng phụ này sẽ tăng lên nếu sử dụng nhiều hơn liều lượng khuyến cáo là 10g mỗi ngày. Vì thế quý vị lưu ý, chú ý liều lượng khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Vị trí số 2, xoa gừng giúp lưu thông huyệt đạo, khỏe mạnh suốt đời, chính là lòng bàn chân. Khi làm nội dung này, chúng tôi có nhận được chia sẻ của bác Phạm Thị Hoa ở Thanh Hóa. Bác đã có một thời gian sinh sống tại Nhật Bản thì được người dân ở đây mách cho mẹo thường xuyên xoa gừng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, giúp nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Quả thực, phương pháp này đã giúp bác ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và ít ốm vặt, khỏe mạnh hơn hẳn. Đông y cũng nhận định lòng bàn chân là vị trí của gan bàn chân. Đây là nơi có nhiều dây thần kinh kết nối với các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Nói cách khác, mỗi vị trí trên cơ thể đều liên quan đến lòng bàn chân. Chỉ cần trước khi đi ngủ vào buổi tối, quý vị cạo sạch vỏ gừng, thái thành lát mỏng, sau đó nhẹ nhàng chà sát vào lòng bàn chân từ 10 đến 15 lần. Làm như vậy, cho đến khi lòng bàn chân nóng lên, quý vị chú ý không tác dụng lực quá mạnh vì có thể gây ra các triệu chứng như mẩn đỏ và sưng tấy. Việc làm này rất đơn giản, tốn ít thời gian nhưng lại mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Như chữa mất ngủ hiệu quả, hơi ấm của gừng có thể kích thích các huyệt đạo và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Tăng nhiệt độ của lòng bàn chân giúp cơ thể và tinh thần thư giãn, thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Xoa gừng vào lòng bàn chân giúp ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Gừng rất giàu gingerol, hoạt chất này có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ các cục máu đông, giúp phòng tránh các bệnh như xơ vữa, tắc nghẽn mạch máu, phù nề chân, suy tim, rất hiệu quả. Xoa gừng vào lòng bàn chân giúp tránh tình trạng nhiễm lạnh vào buổi tối, nhiệt độ giảm mạnh. Do đó nhiều người, nhất là người cao tuổi, thường xuyên bị nhiễm lạnh, gây ra các căn bệnh cảm cúm, ho, viêm xoang, viêm phổi. Nếu khí lạnh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể còn gây nguy hiểm cho lá lách, dạ dày và dễ dẫn đến đột quỵ. Việc đắp gừng vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giữ ấm và loại bỏ khí lạnh tích tụ trong cơ thể. Vị trí xoa gừng số 3 được các chuyên gia đánh giá là thuốc thải độc nhanh chóng, làm sạch nội tạng, đó chính là rón. Theo Lương Y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội, củ gừng có tác dụng chữa bệnh nhờ chứa thành phần tinh dầu, tinh bột chất cay. Gừng có tác dụng làm ấm, hồi dương, chống lạnh. Nhờ những công dụng tuyệt vời của nó mà đã có đến 70% các đơn thuốc đông y đều có gừng. Dù đã quá quen thuộc với củ gừng, nhưng quý vị có biết dùng đúng cách hay chưa? Hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một cách dùng gừng cực kỳ hiệu quả. Đó là dùng một lát gừng nhỏ đắp vào rón trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, có thể sẽ gặt hái được những thay đổi đáng mừng.
Theo y học cổ truyền, trên rốn của chúng ta có huyệt thần khiết. Huyệt này có thể liên kết với 12 tĩnh mạch và 5 cơ quan nội tạng trong cơ thể. Soi gương vào rốn là một cách rất tốt để có thể loại bỏ độ ẩm và khí lạnh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, phòng bệnh tốt hơn. Cụ thể thì việc làm này sẽ giúp trị đau bụng, thúc đẩy tiêu hóa, giảm táo bón. Có câu nói rằng muốn trường thọ thì hãy làm sạch ruột, nghĩa là muốn sống lâu thì đường ruột phải khỏe mạnh, cần thường xuyên thải độc cho đường ruột. Để làm được điều đó, quý vị hãy đặt một miếng gừng lên rốn và dùng băng dính cố định miếng gừng lại như vậy trong suốt một đêm. Dinh dưỡng trong gừng sẽ thông qua rốn đi vào cơ thể, giúp bổ dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa tốt hơn. Cách này sẽ tránh táo bón, tiêu chảy, giúp ruột hoạt động trơn tru, điều trị các triệu chứng của viêm ruột. Việc xoa gừng vào rốn cũng là một cách tự nhiên, hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cuộc sống với nhiều áp lực khiến chúng ta ngủ ít và ngủ khó hơn. Mất ngủ thực sự rất nguy hiểm. Nó có thể là nguyên nhân gây trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh tim mạch và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, quý vị có thể đặt một lát gừng mỏng lên rốn. Mùi thơm và khí ấm của gừng sẽ đả thông kinh mạch, làm thư giãn cơ thể, kích thích các dây thần kinh và từ đó giúp chúng ta đi vào giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn suốt cả đêm. Lợi ích số 3 khi đắp gừng vào rốn là giúp giảm cân, giảm đau bụng nhanh chóng. Bởi gừng có tính ấm nên khi đắp lên rốn sẽ giúp mỡ thừa dễ dàng bị đốt cháy, giảm mỡ bụng và trả lại cho quý vị cơ thể cân đối. Mặt khác, các chất chống oxy hóa trong gừng tươi cũng có thể làm giảm cholesterol, một phần của mỡ máu, và triglyceride. Đây là nguyên nhân dẫn đến thừa cân béo phì. Ngoài ra, quý vị có thể dùng gừng đắp lên rốn, giúp cơ thể tiêu trừ khí lạnh, làm dịu cơn đau bụng, đồng thời làm ấm tử cung, xoa tan mệt mỏi khó chịu. Thêm một lợi ích nữa của gừng là khả năng chống say tàu xe. Trước khi đi tàu xe từ 2 đến 30 phút, quý vị hãy cắt lát gừng tươi thành từng lát mỏng, rồi cố định lên dây rốn. Đây cũng là một phương pháp có thể cải thiện tình trạng say tàu xe, say sóng hiệu quả hơn cả uống thuốc, lại không lo tác dụng phụ. Có thể thấy dùng riêng gừng thì đã rất tốt rồi. Nhưng để chúng ta biết mà ngâm gừng với rượu sẽ có được ngay bài thuốc phục hồi sức khỏe, đẩy lùi cả tá bệnh vô cùng thần kỳ. Dân gian từ lâu đã sử dụng rượu như một chất dẫn thuốc đến nơi có bệnh, để tập trung tác dụng trị liệu và điều hòa các vị thuốc trong phương thuốc. Ngoài ra, rượu còn là dung môi, hòa tan và tăng tác dụng chữa bệnh của dược chất. Vì vậy mà hầu hết trong gia đình chúng ta đều có ít nhất một chai rượu ngâm với các loại thảo dược như gừng, nghệ, chuối, đinh lăng. Tuy nhiên rượu gừng vẫn phổ biến hơn cả. Nếu biết cách dùng điều độ, hợp lý, rượu gừng có thể dùng trong nhiều trường hợp như chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đến các vấn đề về đau nhức xương khớp. Các bước ngâm rượu gừng như sau. Quý vị rửa sạch gừng, tuy nhiên không cạo vỏ. Sau đó ngâm gừng trong nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và để ráo. Quý vị đập dập gừng thái mỏng hoặc để nguyên củ, sau đó cho vào hũ thủy tinh. Ngâm theo tỷ lệ 1 can gừng 2 lít rượu trắng. Ngâm trong khoảng 1 tháng là có thể sử dụng được. Có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng dùng rượu gừng giúp giảm đau nhức xương khớp bằng cách xoa bóp trực tiếp lên các vùng bị đau. Nên xoa vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm khi vừa thức dậy. Rượu gừng sẽ kích thích máu lưu thông, từ đó giúp khớp vận động linh hoạt hơn. Ngoài ra có thể pha loãng rượu gừng với nước ấm để ngâm chân, cải thiện và giảm nhanh các cơn đau nhức xương khớp. Tuy nhiên khi sử dụng rượu gừng chữa bệnh thì có những lưu ý mà quý vị nên biết để tránh nguy hiểm và tận dụng tối đa lợi ích rượu gừng mang lại. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, sử dụng gừng để đắp ngoài da hay ăn uống đều rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần ghi nhớ kỹ một số nguyên tắc sau để tránh rước họa vào thân. Thứ nhất, gừng là loại gia vị tốt, nhưng không nên dùng nhiều vì có thể gây nóng, chảy nước mắt. Sử dụng qua đường ăn uống đối với người trưởng thành
thì mỗi ngày chị nên dùng từ 4 đến 8 gram. Nếu uống nước gừng thì nên uống vào buổi sáng, tránh uống vào buổi tối sẽ sinh độc. Thứ hai, khi dùng gừng để đắp ngoài da thì tuyệt đối không đắp lên những vị trí có vết thương hở. Người có cơ địa nóng hay nhiệt miệng, táo bón cũng không nên dùng gừng vì có thể khiến tình trạng nặng hơn. Phụ nữ mang thai muốn sử dụng gừng để giảm tình trạng nôn ngén cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, vì sử dụng quá nhiều gừng có thể gây dị tật bẩm sinh cũng như nhiều vấn đề khác như sảy thai, chảy máu khi mang thai, ảnh hưởng đến hormone giới tính của con. Ngoài ra, không sử dụng loại gừng đã bị dập mốc vì loại gừng này dễ sinh ra chất độc cực mạnh, đồng thời tính chất của gừng cũng bị thay đổi, không còn dược tính chữa bệnh tốt nhất. Gừng là một loại gia vị quen thuộc, dễ tìm, giá thành rẻ. Nếu biết cách sử dụng thì còn tốt hơn thuốc quý. Quý vị hãy lưu ngay những cách dùng đơn giản cùng lợi ích thần kỳ chúng tôi vừa chia sẻ ở trên để áp dụng khi cần thiết. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ nếu thấy nội dung hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.